Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Việt Nam nhìn về tương lai với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết trước khi làm Linh Mục: Tôi là một người Việt Nam. Kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước thân mến, trong chương trình Việt Nam nhìn về tương lai tuần này, tôi muốn chia sẻ với cảm nghĩ về cái tin tức cũng khá thời sự lúc này, đó là về vấn đề cái đại hội đảng lần thứ 12 mà lúc này trên các cơ quan truyền thông cũng như báo chí, các cơ quan tin tức hay nói tới đó. Người ta hay bàn tán về vấn đề ai sẽ là người giữ vị trí nào, vân vân. Ai sẽ làm tổng bí thư, ai sẽ làm thủ tướng. Thì điều này không gì lạ cả. Là mỗi lần mà có một cái sự thay đổi một vị lãnh đạo của quốc gia nào đó, thường thường người ta cũng theo dõi. Thí dụ như lúc này thì nói chung một số rất đông người cũng theo dõi những cuộc tranh luận của các ứng cử viên bên Mỹ giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Thì người ta cũng theo dõi, rồi cũng đoán, rồi cũng có khi cũng hy vọng là ai sẽ làm tổng thống trong năm 2016 tới đây, vân vân. Cái đó cũng không có gì là lấy làm lạ, là bởi vì người ta cũng có khuynh hướng là muốn theo dõi thời cuộc, muốn coi người nào là coi làm lên ngôi vua, vâng. Nhưng mà riêng về cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì tôi cũng có một sự suy nghĩ giống như là sáng nay mà trong cái Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi và ông Nguyễn Hữu Vinh ở bên nước, cũng nói nước ông Tông đã có một cái nhận xét. Thật sự ra đó, vấn đề là theo dõi thời cuộc và theo dõi. Muốn biết ai thì cũng là tò mò muốn biết. Nhưng mà cho dầu nhân vật nào, con người nào mà lên làm tổng bí thư, hoặc là lên làm chủ tịch nước, hoặc là chủ tịch quốc hội, hay là thủ tướng v.v. thì tất cả đều nó là có do một cái sự dàn dựng sắp đặt trong nội bộ đảng của nó cả. Và cho dầu người nào lên nữa đó thì vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho dầu người nào làm chủ tịch nước hay là tổng bí thư nữa đó thì vẫn là những kẻ vì quyền lợi của đảng mà hy sinh cả quyền lợi dân tộc, và cũng vì những người nữa đó đó sẵn sàng cúi một lưng xuống để cho quan thầy Trung Cộng nó sai khiến và nó điều khiển tất cả mọi chuyện dưới cái sự lãnh đạo từ xa, coi như là remote control đó, của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên theo dõi thì theo dõi, muốn biết thì muốn biết, cho nên chúng ta cũng không có quan trọng quá, không nên quan trọng quá cái sự kiện là Đảng Cộng sản họp lần thứ 12 này, các ngôi vị phân chia làm sao, ai sẽ là gì, sẽ là gì. Cái chuyện thực sự nói đó, mình biết là biết cho nó vui thôi. Biết thì cũng như để mà biết cũng tin tức, cũng có thể là người nào bây giờ đi làm cái gì thôi. Nhưng cái quan trọng nhất đó, làm thế nào để rồi đó, cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó không còn hiện hữu nữa. Cái cơ cấu cầm quyền phản dân hại nước đó, nó không còn tồn tại. Cái đó mới là cái điều mà dân tộc Việt Nam chúng ta suy nghĩ, dân tộc Việt Nam chúng ta phải tranh đấu cho bằng được, phải đạt tới. Và cái việc mà cứ một vài năm, năm năm nó thay ngôi đổi chủ một lần đó, thì chẳng qua nó hình thức giống như là cha truyền con nối trong thời quân chủ mà thôi. Cái khác đây chút xíu đó là nó không có một người, cũng giống thể là như là bên Bắc Hàn, cha chết thì truyền cho con chết truyền cho cháu. Cái đó thì nó không có một cái hình thức gọi là cá nhân như vậy. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng truyền lại cho cái giới lãnh đạo mà ta kêu bằng như giới chóp bu cầm quyền đó, thì không có gì lạ cả. Thưa quý thân mến, tôi muốn nói điều đó đó để cho chúng ta biết rằng là cái sự suy nghĩ ta nhiều khi là phải đi xa hơn. Suy nghĩ chúng ta về vận mệnh đất nước đó đi xa hơn những gì mà mình theo dõi tin tức mà tôi cho đó là một cái trò hề nó bài biện ra. Cứ 5 năm một lần nó sắp đặt cái ngôi vị để mà chia nhau quyền lực, chia nhau quyền lợi, và nhất là cái chia nhau cái tầm ảnh hưởng trong nước. Kính thưa quý vị thân mến, đầu năm 2016 chắc chắn chúng ta cũng có những hy vọng mới, một năm mới. Hy vọng mới đây đó là hy vọng rằng trong tương lai, qua những biến chuyển, qua biến chuyển sâu xa của thế giới, qua biến chuyển thời cuộc đó, từ từ cái tinh thần dân tộc chúng ta đó nó được hưng phấn lên, và sự tranh đấu càng ngày, mặc dù từng bước rất là chậm, nhưng sự tranh đấu đến khi nào đạt được rằng á, người dân họ có được quyền sống, và người dân thật sự nó là chủ nhân đất nước cũng như các quốc gia dân tân tiến thế giới,
người ta cầm lá phiếu tự do để đi bỏ phiếu chọn người lãnh đạo của mình. Đó là điều mà tôi suy nghĩ trong đầu năm 2016, và nhất là tôi suy nghĩ trong cái dịp trước cái ngày Đại hội Đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp chấm họp. Và tôi suy nghĩ rằng đó, luôn luôn tôi lặp lại cái câu nói rằng đó là tất cả một chế độ chính trị theo thời gian xoay chuyển thì nó sẽ qua đi, nhưng mà cái tinh thần dân tộc, sự phấn đấu của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, nó trường tồn và nó sẽ trường tồn mãi mãi, đến khi nào mà chúng ta đạt được một cái mức độ dân chủ, nhân quyền cũng như là các dân tộc khác ở thế giới. Đó là điều mong ước và đó là con đường mà dân tộc Việt Nam ta phải đi trong chương trình Việt Nam nhìn về tương lai. Và điều tôi chia sẻ tất cả quý khán thính giả của Đài Phát thanh Đó Là Sông Núi, và kính chúc tất cả quý thính giả và toàn thể đồng bào Việt Nam trong mọi người mến một lần nữa một năm mới an khang thịnh vượng, và tất cả chúng ta đều hướng về tương lai tốt đẹp của dân tộc. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả hãy cùng với đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đỗ Văn Thái, sinh năm 1960, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 2 năm 2000 với bản án 18 năm tù giam, là một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa.